Sáng giờ chị đẹp uống mấy ly nước rồi? Ly nước rồi. Một ly rồi hả? Hai ly rồi. Hai ly luôn rồi. Dạ đi rồi. Đặc biệt là chị rất là thích đeo vàng luôn. Đeo trang sức như gì nè. Đeo đeo toàn ten gì nè. Vàng áo mình trắng trả cho con cũ rồi. Cũ à? Dạ. Kêu mình á mua bộ mới, bộ trang sức mới đi cả nhà. Bây giờ chị nói á, cái đeo bông này là cũ rồi. Nhưng mà em thấy còn đẹp lắm, còn sáng lắm. Mùi còn đi cái tiền ché mua vàng con đi. Em đâu có tiền đâu mua vàng. Em mua bạc cho chị đẹp chịu không? Chịu. Chịu luôn phải không? Dạ. Ừ. Chứ em mua bạc thì được, chứ em đâu có tiền đâu mua vàng cho chị đẹp. Chị đẹp á, buộc tóc lên. Biết buộc tóc không? Không biết đâu. Con biết chào cha. Nè, buộc tóc lên cho người ta ngắm được cái đôi bông đẹp. Hiểu không? Đó, đó chị đẹp dán tóc vậy á. Ờ đúng rồi. Đặc biệt là thích đeo vàng. Chị đẹp á, chị đẹp đi chơi mấy giờ chị đẹp về? 3 giờ về ăn cơm. 3 giờ về ăn cơm. Dạ, về rồi, về nhà ăn cơm. Rồi 3 giờ về rồi có đi chơi nữa không? Không. Là gì? 3 giờ về là ăn cơm là ngủ luôn rồi đó. Ngủ rồi. Rồi sáng mới đi chơi nữa. Đi nữa. Ra chợ kiếm gì coi chế con. Ra chợ hả? Dạ. Chị đẹp ra chợ làm gì? À, kiếm tiền. À. Là chị đẹp sáng ngủ dậy là chị đẹp ra chợ kiếm tiền. Dạ. Kiếm tiền cho chế chị đẹp. Dạ. Anh Thắng kêu là chiều 3 giờ về là ăn cơm. Ăn cơm xong ngủ là sáng dậy đi kiếm tiền cho chế chị đẹp. Chị hàng ngày chị làm gì để mà có tiền đem về cho chế chị? Trả cho tiền. Vậy hả? À, dạ. Trả chị làm gì mà ta trả tiền cho chị? Trả cho có 2.000. Trả cho có 2.000. Dạ. Mà chị có làm gì cho người ta không? Người ta cho tiền chị. Trả. Hả? Trả. Mà chị làm. À, vậy là mình đi ra chợ rồi người ta cho mình. Trả. Là mình làm gì cho rồi người ta trả tiền cho mình. Trả có 2.000. Ra chợ người ta cho mình 2.000. Chị ra chợ chị có phụ ai là bán đồ không? Không. Không phụ mà người ta cho tiền ha. Dạ trả. À, trong chùa cũng có cho tiền chị hả? Dạ cha. Dạ. Chùa cho con nữa. Dạ. Cho 2.000. Dạ. À, Thúy Liễu xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình quay clip để chia sẻ về chị đẹp nữa. Chị đẹp mà chỉ thích đeo vàng cả nhà. Giờ nói chị đẹp nè, chị đẹp thích đeo vàng đúng không? Dạ. Bây giờ nếu như chị đẹp ngoan á, là có dịp mà Thí Liễu có xuống Sóc Trăng có gặp chị đẹp nữa á, là chị đẹp em sẽ mua vàng để tặng, không phải vàng, em sẽ mua trang sức như gì nè tặng cho chị đẹp chịu không? Chịu. Bây giờ chị đẹp thích cái gì với cái gì chị đẹp? Dạ, mua vàng. Mua vàng mới chịu hả? Chịu. Mua vàng, Thí Liễu không có đủ tiền sao mua vàng cho chị đẹp? Hứa mua vàng đi á anh Thắng. Thì cái gì mà màu vàng là được vàng. À. Bây giờ chị đẹp á thích cái màu vàng như em hay là thích cái vàng như chị đẹp đang đeo nè? Biết. Thích cái nào, thích cái kiểu nào? Vàng đeo cả. Nè, thích đeo như vậy là đúng không? Vì chết. À. Con chết. Có con với vàng. Chị đẹp thích vàng. Đẹp. Có giúp vàng. À, thích vàng. Dạ. À. Ở nhà chị đẹp còn vàng nữa không? Không. Đeo hết rồi đó hả? Hết rồi. À. Chị đẹp ơi. Ơi. Em thấy chị đẹp đeo cái này đẹp quá, tặng cho em chiếc được không? Tại vì chị đẹp có 2 chiếc luôn rồi á. Trả cho con à. Tặng cho em một chiếc được không? Hả? À. Chị đẹp tặng cho em một chiếc sâu chuỗi đó được không? Được. Tặng luôn hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương cả nhà.
chứ sao chị đẹp không chừa để dành em mà sao chị đẹp tặng cho em. Dẻo à, còn liều trả cho. À dạ vậy hả, để trả cho con. À mà chị đẹp có bông nè, có dây chuyền nè, có bông vòng cũ rồi. Cũ lắm, cũ thấy còn đẹp dữ lắm, cũ đâu. Còn đẹp á, đai bông còn chiếu dữ lắm á. Sáng long lanh luôn mà đẹp. Nè, coi coi kỹ nè, sáng không? Dạ. Không ánh luôn hả? Dạ. Đây nè, tay là có vòng nè. Rồi có cái này cái gì cẩm thạch nữa phải không? Dạ. Cẩm thạch rồi, rồi bên này nè, cái này sao chuỗi hay là phải sao chuỗi không? Hay là ngọc trai? Trai. Ngọc trai hả? Dạ. À, ngọc trai có ngọc trai nè, có cẩm thạch nè. Dạ. Dạ. Rồi có vòng, có dây chuyền rồi quá trời luôn, quá đẹp. Chị đẹp. Ai đặt tên chị là chị đẹp vậy? Chế con. Chế của chị đẹp đặt tên chị là chị đẹp. Dạ. Dạ. À, chị đẹp ở nhà có mấy người ở chung với chị đẹp? Hai người. Ai với ai chị đẹp? Cháu đạm, cháu đạm rồi. À. Chế con nhà. À, chế của chị đẹp là một, người ai nữa? Trần đạm rồi. Cháu đạm rồi, Trần. Bé Trang hả? Dạ. Bé Trang là sao với chị đẹp? Đẹp. Đạm rồi. Bé Trang đi làm. Dạ. Bé Trang là chị con. À, bé Trang là chị của chị đẹp hả? Dạ, dạ mời. Đi làm. Dạ. Đi làm có mua bánh cho chị đẹp ăn không? Không ăn đâu. Vậy chứ mua cái gì cho chị đẹp? Chị đẹp thích cái gì? Không, con không ăn bánh. Chị đẹp không ăn bánh nhưng mà chị đẹp thích cái gì á? Ăn gì biết, cô ăn cơm. Thích ăn cơm thôi hả chị đẹp? Dạ. À, chứ không thích ăn bánh. Dạ. Dạ. Biết cả nhà, chị nói chị đi chơi là 3 giờ chiều á, là chị về ăn cơm. Chị đẹp ơi, bây giờ chiều nè, chị đẹp đi về đi. Chị đẹp á, đi chơi mà giờ chở á, chế của chị đẹp có la chị đẹp không? Không. Không có la chị đẹp. Chứ không, chứ con 2.000 mua nước. Cho chị đẹp 2.000 mua nước phải không? Dạ. Cho, chúc em cho chị đẹp mà. Chứ con bông, mua bông cho con đi. Xin là bông nữa cả nhà. Phải đeo bông. Mai mốt quá, mai mốt chị. Chiều tối chị đẹp có ra chợ chơi không? Không. Không, đi ban ngày không? Dễ con ăn cơm cho cá con, cho con ăn cơm. Ừ. Chiều là ở nhà ăn cơm, chứ không dạ. Đi chơi. Không, con không đi chơi đâu, con ăn cơm. À, tối rồi, chiều tối là tối rồi, mình đâu có dám đi ra đường. Ừ, tối rồi. Tối rồi, tối là ở nhà ngủ. Dạ, dạ. Đúng rồi. Nhà con ngủ. À, chị đẹp nói đúng rồi. Mới được. Tối là phải ở nhà ngủ. Chùa cho chị đẹp 2.000 nữa. Dạ. À. Gì? Chị theo chỉ mời hai chồng mình về nhà chơi hoài. Có gì đãi nè. Quý khách. Cơm. Cơm. Dạ. Rồi mình ở đây mình chơi chút xíu đi rồi về nhà chị đẹp chơi cho biết nhà ha. Dạ. Chắc con chú chứ à chú. Rồi chút xíu là có nhiều lắm. Xin nữa, xin 1.000 nữa. 1.000 không có đủ mua gì đâu. Mua vàng. 1.000 người ta không có bán vàng cho chị đẹp. Bán. Chợ bán ha. Ở chợ bán hả? Dạ. Chợ bán vàng. À. Chợ bán vàng ta. À. Chợ bán vàng đàn vàng ra đó. À, trong chùa Trường Khánh. Chị đẹp này thì nhà ở gần chợ.
Mình nghe anh Thắng nói là hàng ngày chỉ lại chợ với lại chùa này chơi thôi chứ không có đi đâu xa hết. Dạ. Không có đi đâu xa. Đi đâu xa là người ta bắt cóc. Không đi đâu con nhà. Đúng rồi, đi xa là người ta bắt cóc thì đẹp. Không đi chợ đâu con nhà. Dạ. Có gì chợ. Dạ. Để vàng đeo đủ thủ trên á. Đang vậy đó mà còn xin mình á thì mua vàng thêm. Rồi kêu á đổi cái đao bông đi, đao bông hôm nay cũ rồi. Kêu mình đổi.